Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyện World Cup 2022. Trong số các đội tuyển gây chú ý ở World Cup năm nay, đội tuyển Anh ngoài yếu tố chuyên môn còn thu hút mối quan tâm từ dàn bạn gái và vợ của các tuyển thủ. Đêm qua sau khi đánh bại Senegal để vào tứ kết, những gương mặt này tiếp tục trở thành điểm sáng trên các khán đài. Dàn quốc tuyển Anh đã lên kế hoạch ăn chơi khá chi tiết, đảm bảo tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của nước chủ nhà. Vì thế trên khán đài, tất cả đều lựa chọn những bộ áo đấu của tam sư thay vì những bộ trang phục nóng bỏng. Niềm vui vỡ òa khi chứng kiến những người đàn ông của mình hoàn thành nhiệm vụ giành quyền vào tứ kết. Vui mừng hơn cả có lẽ là Cathy, vợ của Harry Kane, vừa đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Cả hai đã cho nhau nụ hôn nồng ấm trong sự phấn khích xung quanh. Cũng có biểu cảm tương tự là Phil Foden, người cũng đã tỏa sáng trên sân. Ngoài ra, dù rời xa những bộ váy quyến rũ thường thấy, dàn quốc tam sư vẫn bị theo sát từng khoảnh khắc bởi lực lượng phóng viên trên sân. Thử thách lớn đang chờ đợi những người đẹp này và nửa kia của mình với trận tứ kết gặp Pháp. Đêm nay và rạng sáng mai, hai đại diện của châu Á sẽ bước vào những thử thách khó khăn. Hàn Quốc gặp ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch là Brazil, trong khi Nhật Bản cần vượt qua ải nhà đương kim Á quân Croatia. Sự chênh lệch về đẳng cấp có thể thấy rõ, nhưng ở một yếu tố vui nhộn khác, từ những nhà tiên tri động vật, mọi thứ cũng không ủng hộ hai đại diện của châu Á. Thần rùa Super Tuto Prediction đang là ngôi sao mạng xã hội với nhiều dự đoán tỷ số chính xác trong các giải bóng đá gần đây. Cùng với các nhà tiên tri như mèo cát, chim vẹt, đại bàng Romeo, đây là một trong những con vật thường được lựa chọn đưa ra dự đoán tại World Cup 2022. Trước hai trận đấu đêm nay và rạng sáng mai, thần rùa này đều đã lựa chọn phần thức ăn ở phía lá quốc kỳ của Brazil và Croatia, tức là dự đoán chiến thắng cho hai đội bóng mạnh hơn này. Cũng có dự đoán như thần rùa, nhưng thậm chí đại bàng Romeo còn đưa ra một tỷ số chi tiết hơn là 4-1 cho Croatia sau những lần lựa chọn thức ăn của mình. Mọi yếu tố đang không đứng về Hàn Quốc và Nhật Bản, nhưng đứng sau họ là động lực và khát khao từ mọi cổ động viên châu Á. Trận đấu giữa Brazil và Hàn Quốc vào lúc 2 giờ rạng sáng mai cũng sẽ là lời chia tay mãi mãi của một trong số các sân đấu tại World Cup năm nay. Sân 974 được ghép bởi những chiếc container sẽ biến mất sau giải đấu để trả lại mặt bằng cho các hoạt động khác. Nằm trong số 7 sân đấu được xây dựng mới tại Qatar, sân 974 có sức chứa là 40.000 chỗ ngồi. Nó được xây dựng bằng một phần các container hàng hóa tái sử dụng và một khối lượng thép khổng lồ. Với thiết kế nhằm mục đích tháo rời, ban tổ chức hướng đến việc phục hồi tự nhiên địa điểm xây dựng và tái sử dụng công trình cho mục đích khác. Với những người hâm mộ đã có dịp ghé thăm sân đấu này, họ không khỏi bồi hồi trước trận đấu cuối cùng tại đây. Tôi ủng hộ ý tưởng xây dựng những công trình như thế này. Thực sự rất thú vị và thân thiện trong không gian này. Chủ nhà Qatar dự tính sẽ dỡ bỏ toàn bộ sân 974 và giao vật liệu cho các quốc gia cần cơ sở hạ tầng, cùng với mục đích giảm lượng khí thải có hại cho môi trường so với các sân kiên cố. Đây là một sân đấu thực sự ấn tượng. Một ý tưởng tuyệt vời. Những vật liệu tại đây sẽ được tái chế và tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới sau khi hoàn thành sứ mệnh với World Cup. Sân đấu có tên gọi mang mã vùng của chính Qatar sẽ chỉ còn thời gian tồn tại tính bằng ngày. Đó là một lời chào ý nghĩa của nơi đây với màn so tài giữa Brazil và Hàn Quốc trước khi nó nhường không gian cho những hoạt động khác của người dân Qatar. Ngoài những trận đấu thành công tại nơi đây, chủ nhà của World Cup năm 2022 còn mang đến một gợi ý tuyệt vời trong lĩnh vực xây dựng thân thiện với môi trường. World Cup 2022 đã đi qua 52 trận đấu với mọi người hâm mộ trên hành tinh. Việc được góp mặt trên khán đài tại một trận đấu thôi đã là niềm hạnh phúc lớn lao. Tuy vậy, tại Qatar năm nay, một nhóm cổ động viên đang trên hành trình thực hiện một điều khá thú vị, đó là trực tiếp theo dõi trên khán đài cả 64 trận đấu. Nhóm 5 cổ động viên Ben Black, Gabi Martin, Osimawa, Mercedes Roa và Ruben Slot đang trên đường là một kỷ lục khó tin. Nhờ khoảng cách giữa các sân vận động ở Qatar rất gần, ở vòng bảng, họ kịp dự khán cả 4 trận đấu mỗi ngày. Ở lượt trận thứ 3 vòng bảng, họ chọn cách xem mỗi trận đấu vài chục phút rồi chạy sang sân đấu khác cùng giờ. Nếu thành công ở 12 trận đấu còn lại, họ sẽ có những trải nghiệm không thể nào quên trong cuộc đời tại đất nước Tây Á. FIFA cho biết chỉ sau vòng bảng, đã có 2,45 triệu lượt người vào sân vận động, tương đương 96% lượng vé bán ở Qatar, cao hơn cùng kỳ so với World Cup 2018. Những câu chuyện thú vị bên lề World Cup 2022 ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong khung giờ này vào ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trước trận đấu với đội tuyển Hàn Quốc tại vòng 1/8 của World Cup 2022, huấn luyện viên Tite đã báo tin vui cho người hâm mộ đội tuyển Brazil khi siêu sao Neymar đã chính thức trở lại và sẽ thi đấu ở trận đấu sắp tới. Trong cuộc họp báo trước trận đấu giữa Brazil với Hàn Quốc diễn ra tối 4 tháng 12, khi các phóng viên đặt câu hỏi về việc Neymar có kịp bình phục để thi đấu ở trận gặp Hàn Quốc hay không, huấn luyện viên Tite đã trả lời là có.
Trước đó, tiền đạo 30 tuổi đã gặp chấn thương mắt cá chân sau khi phải hứng chịu nhiều pha phạm lỗi từ cầu thủ Serbia hôm 24 tháng 11. Mắt cá chân bên phải của cầu thủ sinh năm 1992 bị sưng to. Ngoài ra, siêu sao người Brazil cũng bị sốt khi ở khách sạn. Sau hơn một tuần nghỉ ngơi, Neymar đã trở lại tập luyện bình thường. Anh cho thấy tâm lý sẵn sàng thi đấu và thực hiện những pha biểu diễn kỹ thuật trên sân tập. Sự trở lại của tiền đạo sinh năm 1992 trong thời điểm này là rất quan trọng vì Brazil cần một thủ lĩnh ở khu vực trung tuyến. Ngoài Neymar, Brazil còn kỳ vọng vào sự trở lại của bộ đôi Danilo và Alexandro. Trước đó, Seleção cũng đã phải chịu nhiều tổn thất ở lực lượng khi Gabriel Jesus và Alex Telles phải rời giải vì gặp chấn thương. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ đài Taisi Sport, con gái của tiền đạo Andre Ayew đã phải nhập viện cấp cứu sau khi chứng kiến pha đá hỏng phạt đền của cha mình trong trận thua 0-2 của Ghana trước Uruguay tại lượt đấu cuối cùng bảng H World Cup 2022. Theo đó, cô con gái 7 tuổi của tiền đạo Andre Ayew là Maha Ayew được đưa vào bệnh viện gần sân vận động Al Janoub ở Al Wakrak, Qatar. Cô bé bị sốc và ngất xỉu ngay sau đó khi chứng kiến cha mình bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho tuyển Ghana. Thông tin này cũng được chính tiền đạo đội trưởng Andre Ayew xác nhận trên trang cá nhân. Tiền đạo người Ghana chia sẻ đây là khoảng thời gian rất khó khăn khi anh đã mất đứa con gái đỡ đầu của mình vào buổi sáng trước trận gặp Bồ Đào Nha. Rồi sau đó con gái của anh cũng phải đến bệnh viện ở trận gặp Uruguay. Đây cũng chính là lý do khiến Andre Ayew bị thay ra ngay đầu hiệp 2 trận đấu gặp Uruguay. Sau khi kết thúc hiệp 1, đội trưởng tuyển Ghana biết tin con gái mình nhập viện cấp cứu nên lập tức xin huấn luyện viên Addo được ra về sớm để kiểm tra tình hình con gái. Tiền đạo kỳ cựu này là cầu thủ duy nhất góp mặt khi Ghana để thua Uruguay ở tứ kết World Cup 2010. Khi đó Ghana đứng trước cơ hội lịch sử để vào bán kết nhưng đã bị Luis Suarez khước từ khi dùng tay cản bóng trong vòng cấm. Nhưng trên chấm phạt đền, Al Samoa lại đá hỏng và sau đó thì Ghana bị loại trên loạt sút luân lưu. Thưa quý vị, trong bài đăng mới nhất trên Instagram, huyền thoại bóng đá người Brazil Pele đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự chăm sóc tận tình của toàn thể nhân viên y tế tại bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo, đồng thời trấn an những người hâm mộ đang quan tâm tới tình hình sức khỏe của ông. Pele cho biết ông muốn giữ trạng thái tích cực và bình tĩnh đến những người vẫn đang quan tâm theo dõi ông từng giờ. Ông có niềm tin mãnh liệt vào Chúa và chính những thông điệp yêu thương ông nhận được từ khắp nơi trên thế giới đã đang truyền cảm hứng cho ông. Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định bản thân là một người mạnh mẽ, giàu nghị lực và vẫn đang theo sát các chỉ dẫn từ bác sĩ. Vua bóng đá Pele cũng không quên nhắc nhở mọi người đón xem các trận đấu của Brazil tại World Cup 2022. Bệnh viện Albert Einstein mới đây cũng khẳng định về tổng thể tình trạng sức khỏe của Pele đã ổn định. Ông được chẩn đoán là nhiễm trùng đường hô hấp và đang điều trị bằng thuốc kháng sinh. Cũng theo bệnh viện Albert Einstein dự kiến, ông sẽ ở lại đây để tiếp tục điều trị trong những ngày tới. Trước đó, vào tháng 9 năm 2021, Pele đã phải làm phẫu thuật cắt bỏ một khối u ở kết tràng. Từ đầu đến nay, ông thường xuyên phải ra vào bệnh viện để được điều trị cơ bản và theo dõi sức khỏe hậu phẫu. Đáng chú ý, từ ngày 3 tháng 12, truyền thông xôn xao trước thông tin huyền thoại bóng đá người Brazil này đã được chuyển đến khu vực chăm sóc cuối đời tại bệnh viện Albert Einstein do cơ thể không còn đáp ứng với phương pháp hóa trị.